Trả lời câu hỏi về thực trạng quan hệ Nga-Mỹ, Thủ tướng Medvedev cho rằng bản thân ông và Tổng thống Vladimir Putin đều nhận thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump là người thân thiện và biết cách thiết lập mối quan hệ tích cực với Nga. Song chính các chính trị gia Mỹ đang lợi dụng cái gọi là con bài Nga để phục vụ mục đích cá nhân và tìm cách tác động tới quan điểm của Tổng thống Trump với Moscow. Ông Trump là chính khách thân thiện, sẵn sàng thiết lập quan hệ đầy đủ và luôn có phản ứng hợp lý trước mọi vấn đề. Cá nhân tôi và Tổng thống Putin đều đánh giá cao tính cách của Tổng thống Trump và chúng tôi không có vấn đề cá nhân nào. Tuy nhiên, quan hệ song phương lại là chuyện khác. Tôi cho rằng quan hệ Nga-Mỹ đang ở giai đoạn thấp nhất. Bên cạnh đó, Thủ tướng Medvedev cũng đề cập tới triển vọng của bầu cử Tổng thống Nga vào năm sau. Theo đó, trong trường hợp Tổng thống Putin ra ứng cử, Đảng nước Nga Thống nhất sẽ hoàn toàn ủng hộ. Nếu Tổng thống Putin đồng ý tranh cử thì đảng của chúng tôi hiện do tôi đứng đầu sẽ ủng hộ ông ấy bằng mọi cách. Về phần mình, Thủ tướng Medvedev khẳng định bản thân ông không có ý định tranh cử Tổng thống Nga vào năm sau.